chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Biển Đông dậy sóng. Sau khi một máy bay của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa bị Trung Quốc bắn rơi, Mỹ và lực lượng này tập trận nhằm nghiền nát Trung Quốc trên Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một máy bay tiêm kích của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa do tướng Lương Xuân Việt chỉ huy bị phía Trung Quốc bắn rơi trên quần đảo Trường Sa. Lực lượng hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ cùng lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức cuộc tập trận rầm gộ mang mật danh cơn sóng thần nhằm đối phó với Trung Quốc sau sự cố trên, khiến cho giới quân sự Trung Quốc như đang ngồi trên đóng lửa. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong vòng mấy tháng qua, tại khu vực Biển Đông đã xảy ra nhiều biến cố và các cuộc chạm trán quân sự quy mô. Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa từ khi hiện diện công khai và dương khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam và sẵn sàng đối phó với mối đe dọa thôn tính của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước nhằm vô hiệu hóa cái gọi là đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có vẻ như nhu nhược và thụ động trước các hành viên ngang tàn và bất chấp pháp luật của Trung Quốc, thì lực lượng hậu duệ sẵn sàng cho việc đối đầu với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Lực lượng hậu duệ giờ đây không những đối phó với Hải quân Cộng sản Việt Nam mà còn phải chống trả lại tiềm lực Hải quân của Cộng sản Trung Quốc. Trong diễn biến liên quan, vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, trong một lần đi tuần tra ngoài khơi quần đảo Trường Sa, một máy bay trinh sát do phi công hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Trần Duy Trình điều khiển đã bị phía Trung Quốc bắn rơi khiến anh phải nhảy dù thoát hiểm và được tàu chiến Mỹ cứu vớt. Theo các chuyên gia quân sự quốc tế bình luận sau sự cố trên, Trung Quốc có thể vận dụng kế phản khách vi chủ qua việc ngụy tạo một vụ tai nạn máy bay nhằm triển khai kế hoạch tìm kiếm mà mục đích chính là qua đó khẳng định chủ quyền phi pháp của họ này bằng cách biến lãnh hải của Việt Nam thành của họ đối với vùng biển trên. Theo thông tin từ hãng truyền thông CNN Mỹ cho biết, 6 tàu cá của ngư dân Bình Định và Khánh Hòa đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam tối qua, cho biết họ nhìn thấy một máy bay rơi xuống biển. Tuy nhiên do trời tối nên các ngư dân không thấy được số hiệu chủng loại máy bay này là gì. Vị trí máy bay rơi ở phía bắc, cách đảo đá lớn trường Sa khoảng 70 hải lý. Hiện các lực lượng hải quân của lực lượng hậu duệ cùng với Mỹ đang tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn theo công ước quốc tế. Được biết hiện đang có những đàm phán bí mật giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cho nên phía lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa cần hết sức tỉnh táo và có những hành động cương quyết bằng mọi cách ngăn chặn không cho Trung Quốc đưa quân đội vào vùng biển trên nếu phía cộng sản Việt Nam thỏa hiệp. Trong một diễn biến liên quan sau sự vụ trên, Lực lượng hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ và lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang lên kế hoạch tập trận mang mật danh cơn sóng thần nhằm đối phó cứng rắn với hải quân Trung Quốc. Sự kiện trên đang khiến cho giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc như đang ngồi trên đống lửa. Theo các nguồn tin quân sự, chúng tôi có được. Mỹ dự kiến, điều binh sĩ từ 4 quân chủng cùng lính hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa của tướng Lương Xuân Việt tham gia diễn tập chung tại một căn cứ gần đảo Ram với quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Cuộc tập trận mang mật danh cơn sóng thần này dự kiến bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 và kéo dài 17 ngày. Khoảng 12.200 binh sĩ Mỹ, 5.400 lính hậu duệ sẽ tham gia diễn tập. Các quan chức Mỹ ngày mùng 6 tháng 4 cho biết thêm. Lực lượng tham gia tập trận lần này được biết có quy mô lớn nhất kể từ khi mỹ bật đèn xanh và ủng hộ lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa trong cuộc đấu tranh đòi tự do cho việt nam và đối đầu với mối đe dọa từ trung quốc được biết binh sĩ hai phía sẽ thực hành nội dung đảm bảo an ninh hàng hải đổ bộ bắn đạn thật và tác chiến trên không lẫn trên biển họ cũng diễn tập chống khủng bố phòng thủ trên không gian mạng cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo đợt diễn tập được tổ chức sau vụ trung quốc bắn rơi máy bay của lực lượng hậu duệ và bị tướng Lương Xuân Việt chỉ trích động thái gây hấn của Trung Quốc là làm leo thang căng thẳng quân sự và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định trong khu vực Biển Đông. Kaga và Sebala là hai đảo nằm ngoài khơi quần đảo Trường Sa hiện do phía lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Đây là các đảo cực nam án ngữ khu vực Tây Nam Biển Đông mà Trung Quốc đang hâm he chiếm giữ. Diễn biến tiếp theo về tình hình căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng với Mỹ này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất. Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp dựng màn kịch lừa đảo gần 8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang, Quỳnh Ngọc Vũ tạo nhiều hồ sơ nền tái định cư ảo, lừa bán và chiếm đoạt hơn 7,6 tỷ. Ngày mùng 7 tháng 4, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho hay đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Ngọc Vũ, 60 tuổi, cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2019, lợi dụng vị trí công tác Huỳnh Ngọc Vũ nắm được tin toàn bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang gơi vào quy hoạch và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Vũ nhờ các cò đất tìm những hộ dân có hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng hộ tên nhà cho Vũ để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Thù lao mỗi trường hợp là 10 triệu. Để đảm bảo hồ sơ được rõ ràng, Vũ yêu cầu người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Đồng thời ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ do đối tượng chuẩn bị sẵn, gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa. Thấy được món hời, nhiều hộ dân ở ấp Phú Bình, mất bảy đã làm theo yêu cầu của Huỳnh Ngọc Vũ rồi nhận tiền. Từ các bộ hồ sơ trên, cụ phó chánh văn phòng bắt đầu rao bán các suất tái định cư ảo và chiếm đoạt tiền của nhiều người mua. Năm 2020, Vũ sinh nghỉ hưu trước tuổi do không nhận được nền tái định cư nên người mua đã tố cáo Vũ đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,6 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Vũ tại tỉnh Vĩnh Long, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy tính có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang thông báo ai là bị hại của Quỳnh Ngọc Vũ liên hệ điều tra viên Nguyễn Quá Phương. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Ông Tập Cận Bình lên tiếng về ưu tiên số 1 của Trung Quốc tại Urena. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiết lộ về ưu tiên của Bắc Kinh tại Urena trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen. Chiều ngày 6 tháng 4, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen. Trong cuộc gặp này, ông Tập đã nêu lên ưu tiên số 1 của Trung Quốc về tình hình Ukraine. Theo ông Tập, Trung Quốc mong muốn một lệnh ngừng bắn qua đó tiến tới chấm dứt xung đột tại quốc gia châu Âu. Hãy thúc đẩy hòa bình và đối thoại. Ông nói, cũng nhân cuộc gặp này, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn quan hệ song phương Trung Quốc và EU sẽ không bị ảnh hưởng bởi một bên thứ ba. Chủ tịch Trung Quốc đồng thời đề nghị EU cân nhắc có một cái nhìn độc lập và khách quan hơn về Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ sự hoan nghênh với việc Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc với Ukraine với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đây là một trách nhiệm to lớn và chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ sử dụng vai trò này trong việc thúc đẩy hòa bình và sự tôn trọng độc lập cũng như chủ quyền của Ukraine đây là một cột trụ của hiến trương Liên hợp quốc bà bà La phát biểu Trước đó trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Macron, ông Tập khẳng định Trung Quốc muốn tình hình xung đột tại Ukraine ngừng leo thang. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc chia sẻ quan điểm với Tổng thống Pháp về việc sử dụng vũ khí hạt nhân cần phải được ngăn cản tại Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo khẳng định lập trường rằng một cuộc đàm phán hòa bình cho vấn đề Ukraine cần phải được diễn ra trong thời gian sớm nhất. Về phần Tổng thống Pháp, ông Macron đã đề cao vai trò hòa giải của Trung Quốc trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đề nghị ông Tập Cận Bình thuyết phục Nga trở lại bàn đàm phán. Tôi biết rằng chúng tôi có thể trông cậy vào ông trong việc thuyết phục Nga cùng các bên liên quan trở lại bàn đàm phán, ông Macron nói. Trong thông điệp vào sáng ngày 7 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ni xác nhận Bắc Kinh đang nỗ lực liên hệ với tất cả các bên trong xung đột Nga và Ukraine. Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Quốc đang duy trì đối thoại với tất cả các bên liên quan, trong đó có cả chính quyền Ukraine. Trung Quốc luôn luôn mong muốn một giải pháp hòa bình và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để đạt được hòa bình, bà Mao cho biết. Trong một diễn biến liên quan, pháo nhiệt áp của Nga tập kích thành trì 3 m. Đoạn video quay từ trên cao cho thấy, Sức công phá của hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A ở Ba Mết, khí tài được mệnh danh là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của Nga. Newsweek ngày 7 tháng 4 đăng đoạn video quay từ trên cao ghi lại cảnh đạn nhiệt áp của pháo TOS-1A tấn công các mục tiêu ở trung tâm Ba Mết, chảo lửa để chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Theo chuyên gia quân sự Gopli, từ Viện Nghiên cứu Đối ngoại Mỹ, các quả đạn nhiệt áp rơi xuống đất đã gây ra đám cháy lớn và khiến nhiều mục tiêu bị phá hủy. Pháo phản lực nhiệt áp phóng loạt TOS-1A của Nga tập kích vào trung tâm Ba Mết. Đây là vũ khí rất hiệu quả để tác chiến trong địa hình đô thị ngay cả trước đối phương đang trong vị trí phòng thủ kiên cố, ông Lee cho hay. TOS-1A còn được gọi là lửa mặt trời là một bệ phóng tên lửa phóng loạt có từ 24 đến 30 nòng bắn tùy biến thể. Đầu đạn nhiệt áp của vũ khí này được thiết kế để tập kích vào các mục tiêu phòng tuyến kiên cố, các công sự, phương tiện bọc thép đối phương v.v. Dàn pháo phản lực TOS-1A Son Sejok có tầm bắn trong khoảng 3 đến 4 km và sử dụng các tên lửa có sức công phá lớn. Phạm vi ảnh hưởng của các vụ tấn công dồn dập bằng hỏa lực lên tới tương đương 6 sân bóng đá, lên tới 40.000 40 m2. Ngoài ra, son xe dốc còn sử dụng đầu đạn nhiệt áp cho phép phun ra các dung dịch dễ cháy khi bắn trúng mục tiêu và phát hỏa. Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của son xe dốc có thể đạt tới mức 1.000 độ C mang lại sức công phá đáng kể. Trong một diễn biến liên quan, xe tăng đại bàn đen chuẩn bị đốt cháy leo bắt xe tăng đại bàng đen có thể được Nga đưa tới chiến trường Ukraine với mục đích thử nghiệm. Một số phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin về việc quân đội nước này sắp điều chuyển các xe tăng OZ-640 hay còn gọi bằng cái tên là Black Angel đại bàng đen đến khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo các nguồn tin từ Mosva, những phương tiện chiến đấu này sẽ xuất hiện ở Ukraine vào nửa cuối tháng 4. Tuy nhiên, cổng thông tin Fiwet đã tìm hiểu thông tin này và đưa ra quan điểm khác. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Mitri Mavedet, xe tăng OZ-640 kém hơn về thông số so với những chiếc Amata và T-90, nhưng có khả năng hạ gục Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Xe tăng đại bàng đen là nền tảng T-80 được nâng cấp với tháp pháo mới và cải tiến. Nó được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ Casted về hệ thống phòng vệ chủ động John M có khả năng kích nổ từ xa tên lửa có đầu tự dẫn. Thay vì pháo 125mm được sử dụng trong phiên bản đầu tiên của phương tiện chiến đấu, một khẩu pháo 152mm đã được lắp đặt. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị súng máy COS 12,7mm và PKT 7,62mm trong một diễn biến liên quan. Phản ứng của Nga khi Ukraine đề cập đàm phán về Gimia Ukraine đề cập các cuộc đàm phán về tình trạng bán đảo Gimia để chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại mà các lực lượng của nước này đang đối mặt. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, Leonid Sutskai cho hay hôm ngày 6 tháng 4. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Engay Sibiga, trước đó nhận định trên Financial Times rằng Kiev sẵn sàng thảo luận về tình trạng Gimia sau khi đạt được các mục tiêu chiến lược trên chiến trường và tiến về biên giới của khu vực này. Văn phòng của Tổng thống Zelensky ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán về Gimia nếu quân đội Ukraine có thể tiến đến biên giới của khu vực này. Từ quan trọng ở đây là nếu Kiev không có sức mạnh và nguồn lực để thực hiện điều đó, ông Suska nói, đồng thời cho rằng những nhận định của Ukraine gần đây về Gimia được đưa ra nhằm kêu gọi các khoản hỗ trợ mới của phương Tây và chuyển hướng chú ý khỏi những thất bại hiện nay của quân đội Ukraine. Ông Suska cho biết, Nga không từ chối cơ hội giải quyết bằng ngoại giao cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên ông khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra với điều kiện phi quân sự hóa và phi phát xích hóa chính quyền Kiev, cũng như công nhận các thực tế lãnh thổ đã thay đổi của các vùng lãnh thổ mới sắp nhập vào Nga. Tình trạng của Crimea không phải là chủ đề thảo luận, đây là vấn đề đã được quyết định sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và đã được đưa vào hiến pháp Nga. Bán đảo này mãi là một phần không thể tách rời của Nga, ông cho hay. Trong một diễn biến liên quan Mỹ tự bắn vào chân khi cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Mỹ tập hợp liên minh cấm xuất khẩu chip chất bán dẫn sang Trung Quốc, song điều này đang gây khó cho chính quyền những doanh nghiệp Mỹ. Kể từ khi Mỹ công bố biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào tháng 10 năm ngoái nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận của Trung Quốc với chip và thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, giám đốc điều hành của công ty Smart Zeder, Thomson, ở Thâm Quyến đã gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung và phân phối chip. Công ty của doanh nhân Stormzan trước đây có thể nhập khẩu sản phẩm chip chất bán dẫn từ Mỹ để bán cho các công ty công nghệ ở Trung Quốc, song giờ đây điều này trở nên hết sức khó khăn. Theo cách nhìn nhận của ông Thâm Gian, cuộc chiến chip đơn giản là việc Mỹ tìm cớ để trấn áp lĩnh vực chip Trung Quốc. Người dẫn đầu không muốn nhường ghế cho người đứng thứ hai, ông Thâm Gian cho biết. Mỹ cũng đang lôi kéo các đồng minh tham gia hạn chế chip đối với Trung Quốc. Vào tháng 1, truyền thông đưa tin Hà Lan và Nhật Bản được cho là sẽ tham gia vào các hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đã nộp đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới về WTO, phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu. Liệu Mỹ có ngăn chặn được sự trỗi dậy của trung quốc về trí tuệ nhân tạo ai siêu máy tính cũng như những tiến bộ quân sự liên quan đến ai của nước này